Ok chào anh em à, hôm nay lại gửi cho anh em ít lưỡi câu nha anh em. Thì có tổng cộng ở đây là 27 mã lưỡi câu nhé. Có những lưỡi của gamma cao su nè. Bên đây là của hàng rang nha anh em. Rang này thì nó xịn hơn gamma cao su rất là nhiều. Trên đây là đa phần sẽ những lưỡi săn hàng đó. Rồi để mình lên cụ thể từng xây lưỡi cho anh em xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không lip ship lên đó, thì anh em cứ gửi qua cho shop nha. Rồi cảm ơn anh em. Ok, thì gửi cho anh em mã số 1, số 2 nhé. Mã số 1, số 2 là lượng của hãng Gamakatsu nha anh em. Đây, lượng Gamakatsu. Thì size số 10 và size số 12 nhé. Một túi này nó sẽ có 11 lượng nha anh em. Một túi có 11 lượng. Thì lượng này chuyên về cho anh em là câu cá chê, thác lát, câu cá vàng đế, câu cá mè dinh, mè dảnh. Câu cá nhít. Đây. Để mình đo tập cho anh em xem nhé. Thì lưỡi này đa phần sẽ mình lấy từ Nhật về. Giá công khai một túi này giá sẽ là 25k nha anh em. 25k một túi. Đây, phơm lưỡi đó đây. Lưỡi này là lưỡi có ngạnh nha anh em. Lưỡi có ngạnh. Rồi, để mình đo cho anh em xem nhé. Đây anh em, phơm lưỡi đây. Rồi. Phơm lưỡi mã số 1, mã số 2 tương đương với size số 10 và size số 12 nha anh em. Đây, phơm lưỡi đây, nó sẽ cong như thế này. Đó. Cái này câu có gô đồng là ngon lành nha, gô đồng cá phi. Cái số 12 thì cái đấy có cá chép đó. Câu cá ngạnh, cá lù đù. Rất là ngon nha anh em. Phơm lưỡi rất là ok. Thì mình bán hàng thì mình cố gắng mình đo tất cả những xe lưỡi cho anh em luôn. Thì anh em mua cái xe nào á, thì anh em cứ để cái xe lưỡi anh em gô tập á, thì nó dễ hơn. Chứ anh em cứ mua đại thì mình ship ra, anh em bảo là lượng nhỏ hơn hay lượng nhỏ hơn gỡ về thì cũng tội cho shipper nha anh em. Đó. Rồi để mình qua mã khác nhé. Thì giá mình bán công khai mã số 1, mã số 2 giá công khai là 25.000 một túi nha anh em. Đó, 25.000 một túi. Rồi cảm ơn anh em. Tiếp theo sẽ là mã số 3, mã số 4. Mã số 3, số 4 sẽ lên cho anh em vẫn là lưỡi Gamakatsu nha anh em. Đây, lưỡi này thì là lưỡi Gamakatsu xe số 9 và lưỡi Gamakatsu xe số 11. Xe số 9 thì nó sẽ có 10 lưỡi và xe số 11 thì nó sẽ có 9 lưỡi nha anh em. Phơm nó sẽ cong như thế này đó. Đây, số 9 cũng vậy, phơm loại này nó cong vô. Thì mã số 3 thì nó sẽ tặng thêm một bịch nữa. Nó tặng thêm bịch xe số 6 này anh em, xe nhỏ nha. Đây, thì bên Nhật họ tặng tại vậy thì mình để vậy cho anh em luôn đó. Rồi giá bán công khai một túi này giá sẽ là 25k một túi luôn nha anh em. Đó, cái này vì chuyên về cho anh em câu phi nhá, câu phi, câu chép, câu cá chê, thật lát. Đó, câu anh em cái này câu cá hanh, cá cháp cũng rất là im nhá. Rồi để mình đo ô tập cho anh em xem nhá. Rồi, mã số 3, số 4. Đây anh em, mã số 3, số 4 phơm lửng nó như thế này nha. Đó. Đây. Lửng này lửng có ngạnh nha anh em. Lưỡng thì Gamakatsu này thì rất là bén này, rất là chất lượng rồi. Đây, phần lưỡng đây đó. Thì giá công khai một túi này giá vẫn là 25k nha nè, 25k một túi. Thì ô tập của mình đó là ô tập 8mm nha anh em. Đó, ô tập 8mm. Thì tập này nó sẽ có hai loại, một loại 8mm, một loại 10mm đó. Giống như ô tập 8mm thì một ô bự này nè sẽ là 8mm, ô nhỏ sẽ là 2mm. Thì cái lưỡng này nó chiều ngang của nó sẽ là 10mm nha anh em. Đó. Lưỡng kế bên nó sẽ là 12mm. Đó, thì anh em tính giúp mình nhé. Thì anh em cần ưng cái mã lưỡng nào thì bảo mình sẽ cố gắng quay và chụp hình cận cảnh ra cho anh em. Chứ anh em chốt đại mình gửi ra, anh em chê lưỡi nhỏ lưỡi lớn thì khó lắm. Rồi đem qua mã khác nhé. Tiếp theo sẽ là mã số 5 6 7 8. Thì 5 6 7 8 vẫn là lưỡi Gamakatsu nha anh em. Đó. Thì đây lưỡi phơm phơm chữ U nè. À, đây anh em, phơm chữ U này thì cho anh em câu cá phi nè, cá phi, cá chép, cá chê, cá hanh, cháp ngon lành nhé. Thì ở đây mình có xe số 1 nè, xe số 2 nè, đó, xe số 3 nè và xe số 4 đây nè. Thì xe số 1 thì nó sẽ có 13 lưỡi, xe số
2 thì có 14 lữ, xe số 3 thì có 13 lữ và xe số 4 thì nó sẽ có 15 lữ nha anh em. Đó. Thì một túi nên mình bán với giá công khai. Giá sẽ là 30k một túi nha anh em, 30k một túi. Tương đương với mã số 4, số 5, số 6 và số 5 6 7 8 nha anh em, 5 6 7 8 4 mã, 4 xe nha. Rồi, để mình đo ô tập cho anh em xem. Đó. Ok đây anh em, phần lửng đây anh em. Đó. Tương đương với mã số 5 6 7 8 nha anh em. Mã số 5, số 6, số 7, số 8. Đây, đó. Tương đương với xe lửng là xe số 1 2 3 4 nha anh em. Đó. Muốn bằng ô tập. Xe lửng này là chuẩn cho anh em câu đài nha, câu đài, câu chép, câu cá ngạnh, cá hanh, cá cháp. Đó, câu cá phi. Ngon lành nha anh em. Còn chữ U. Giá một túi này mình bán với giá sẽ là 30k nha anh em, 30k một túi. Chung thì lữ nó hơi nhiều nên mình xây tay nó có thể nhúc nhích và khó nhìn tí nha anh em chịu khó giúp mình. Đó. Đây. Đó. Thì giống như anh em muốn mua cái xe lữ số 2 đi, xe lữ số 2 mã số 6 thì anh em cứ phân vân không biết nó vừa cái xe lữ mình ở nhà mình câu không, thì anh em cứ lấy cái xe lữ của anh em ra, anh em để vô ô tập đó, rồi nó bằng nhau thì bằng giống như thế, thế này thì chốt, mặt nó nhỏ hơn thì anh em lựa sẽ nhỏ hơn nhé. Đây thì nếu tính ô tập thì nó là xe lữ số 6 mã số 6 xe số 2 thì nó bề ngang nó tương đương với một ô tập của mình thì nó sẽ là 80 ly nha anh em. Đó, bề ngang sẽ là 80 ly. Đây. Mọi xe nó sẽ nhích lên bự hơn tí nhé. Rồi để mình qua mã khác nha. Rồi tiếp theo sẽ là mã số 9, số 10. Số 9, số 10 sẽ là lữ Yamakasu xe số 5 và Yamakasu xe số Yamakasu xe số 4 và Yamakasu xe số 5 nha anh em. Thì phơm lửng nó như thế này đây, nó sẽ cong, sẽ dạng nó quát ra một tí. Đó. Thì lửng này thì nhá, dạng nó chuyên về cho anh em câu cá bò nha, chuyên cho anh em câu cá bò, câu biển anh em. Đây, nó đây. Đó. Mấy con cá mà nó hay núp lửng, nó dạng nó ghĩa đó. Đây, mấy lửng này chuyên trị nha. Nó sẽ quát ra ngoài tí. Đó, lửng này thì vẫn là lửng có ngậm nha anh em. Đó. Thì giá công khai mình bán một túi này, giá sẽ là 30k nha anh em, 30k một túi. Rồi, để mình để bộ tập mình đo cho anh em xem nha. Đây. Hàng made Japan nha anh em. Đó. Rồi, để mình để bộ tập đo cho anh em xem. Đây anh em, đó, phơm lửng của mã số 9, số 10 tương đương với xe số 4, số 6, số 4 và số 5 đây. Đó, nó sẽ cong ra thế này, cong ra và dẫn vô. Loại này anh em bảo là lửng dạng tự đóng nè, đó, cá ăn là tự sóc. Lửng thì cực kỳ bén rồi nha anh em. Đó, lửng vẫn là lửng có ngạnh bình thường nhé. Đây, rất là ngon lành nha anh em. Chung thì để ô tập chỉ xuống. Ngon lành nhé. Rồi giá bán công khai vẫn vậy nha anh em, giá vẫn là 30k một túi nha. Rồi để qua mã khác nhé. Ok tiếp theo sẽ là mã lữ số 11 nè, 12, 13 và 14. Thì 11, 12, 13, 14 là lữ của hàng Gang nha anh em. Đây Gang Company. Thì lữ này thì rất là xịn, nó xịn hơn cả Yamakasu nha anh em. Đó. Lữ của Nhật nha anh em. Đây Mesepen. Đây. Thì đây thông số nó lựa để đây, cái lửng này bề ngang của nó sẽ là 0.64 mm và nó nặng là 35.6 gram. Đó, một túi này nó có là 12 chục lửng anh em. Đó, thì mình về được là xe số 4 nè, số 5, số 6, số 7. Xe số 4 20 lửng, xe số 5 20, xe số 6 20 và xe số 7 khoảng 20 luôn. Đây thông số đây, rõ ràng nha anh em. Chiều ngang của xe số 4 sẽ là 0.64 mm, chiều ngang của xe số 5 sẽ là 0.65 mm, chiều ngang của xe số 6 sẽ là 0.7 và chiều ngang của xe số 7 sẽ là 0.76 mm. Đó. Thì đây là lửng không ngạnh nha anh em, lửng này là lửng không ngạnh, lửng chuyên về cho anh em săn hàng nha. Xe số 7 này thì anh em câu phi câu chép là rất là phê rồi, lửng này thì rất là cứng rồi. Đó, yên tâm.
hàng xịn của Nhật luôn á, chỉnh chỉ. Rồi giá mình bán một túi này, giá sẽ là 35k một túi nha anh em, 35k một túi. Rồi để mình lấy mình đâu tập cho anh em xem. Đó, hàng này thì về cũng rất là ít nha anh em, chứ không được cái số lượng nhiều đâu. Đó, anh em ưng thì có thể chốt nhé. Đây anh em, phom nữ đây. Đó. Mã số 1, mã số 11, 12, 13, 14 tương đương với là xe số 11, xe số 4, 5, 6, 7 nha anh em. Đó. Đây, phom nữ đây. Lữ không ngạnh nha anh em, nhắc kỹ đây là lữ này, lữ không ngạnh. Đó. Lữ phom là phom nhận phom chữ U và lữ không ngạnh. Lữ này chuyên về cho anh em câu đài nhiều hơn nhé, câu đài, câu cá phi, cá chép, câu cá rô. Đó. Săn hàng. Đó. Lữ này thì rất là cứng rồi nha anh em. Hồi nãy mình có lấy đo thử thì cái phôi lữ này ra tầm khoảng 0.7, 0.6 nha. Lữ bự cứng. Rồi, để mình qua mã khác nha. Giá mình bán một túi này, giá là 35k một túi nha anh em. Rồi. Đây, tiếp theo sẽ là mã số 15. Mã số 15 thì lên cho anh em vẫn là lượng của hãng Gang nha anh em. Đây, Gang. Thì lượng này vẫn là lượng của Nhật nha anh em, lượng Nhật sản xuất. Thì lượng này dạng lượng không ngạnh, nhưng mà cái ngạnh của nó sẽ là một cái ngạnh nằm ở ngoài này anh em, thấy không? Đây, một cái ngạnh nằm ở ngoài. Đây, nằm trên đầu lượng thế này. Đó. Thì cái ngạnh này thì nó giúp cho anh em giữ con mồi nha anh em, giữ mồi lại. Anh em dục xuống thì cái mồi nó giữ mồi lại cho anh em tốt hơn nha. Đây. Đó, tháo cá thì vẫn là xem như là lữ không ngạnh, tháo cá rất là dễ nha anh em. Có ngạnh ngực ở ngoài. Cái phom lữ họ làm rất là ok nha anh em. Thì một túi này sẽ có 15 lữ nha anh em, một túi này sẽ có 15 lữ và lữ này thì rất là bén rồi, chuyên về cho anh em câu đài nhiều hơn, câu đài, câu phi, câu mè dinh, mè dĩnh, câu cá chấm. Đó, câu cá hanh. À, câu cá giết nha nè, câu cá giết. Đây, phom lửng đây. Đó. Rất là đẹp nha. Đây, ngạnh ngược ở ngoài, ngạnh ngược sẽ nằm ở ngoài nha nè. Ngạnh ngược nằm ở ngoài mục đích nó chỉ là giữ mồi cho anh em tốt thôi nha nè. Đó. Chứ anh em tháo cá thì nên tháo bình thường nha. Rồi, để mình để đo ô tập cho anh em xem nhé. Đây anh em, đó. Cái lưỡng này thì nó tương đương với 246, 6.5 mm nha anh em. Đó, 6.5. Đó. Lưỡng vuông chứ u, chuyên về cho anh em câu đài nhé. Rồi, giá mình bán công khai một túi này, giá cũng là 35k một túi nha anh em. 35k một túi, mã số 15 nhé. 15, 35k một túi. Rồi, ok, tiếp theo là mã số 16, 17, 18, 19. Thì 16, 17, 18, 19. Thì 16, 17, 19, 18, 19 vẫn là lữ của hãng Gang nha anh em. Đây. Thì cái này dạng cho anh em săn hàng, câu cá phi, câu cá chê, đó, săn cá ngạnh. Anh em săn thắt lát. Thì mình có 4 xe nha anh em. Xe số 4 nè. Xe số 5, xe số 6 và xe số 7 nha. Lửng nó phơm, dạng nó phơm là dạng này. Đây, phơm của nó đây, phơm lửng đây. Đó. Dạng hàm ếch nha nè. Đó, hàm ếch. Thì một túi này thì nó có là 15 lửng. Xe số 4 sẽ có 16 lửng. Xe số 5 sẽ có 15 lửng. Xe số 6 sẽ có 15 lửng. Và xe số 7 sẽ có 14 lửng nha. Thì đây, để anh để vô tập đo cho anh em xem nha. Lửng này thì cực kỳ dày luôn nha anh em, rất là dày. Đó. Lửng này anh em về câu thắt lát, câu cá chê, câu hanh, câu cháp, câu đài, câu cá phi ngon lành luôn. Đó, rất là xịn. Câu biển cũng được. Đây, nãy mình lấy ra sẵn rồi. Đây nè, phom lửng nó thế này. Đó. Đây, phom lửng nó thế này đây anh em. Rất ok nha. Tương đương với mã số 16 nè. 16, 17, 18, 19. Và xe là xe số 4, 5, 6, 7. Đó.
Hồi nãy mình lấy cây thước kẹp á, mình kẹp vô mình đo cái phôi lượng của xây số 7 mã số 19 cho anh em, là mình kẹp vô mình đo nó sẽ là tầm khoảng 1 ly nha anh em. Đây. Kẹp cái xây nhỏ nhất là nó g tầm khoảng 0.7 0.8 nha. Phôi lượng nó dày lắm. Cái này là săn hàng khỏi lo. Cầm vô mình thấy cái lưỡi rất là chắc chắn nha anh em. Thì anh em ưng thì có thể chốt, mình nói mình đo lại hình lại đo lại cho anh em á. Nói chung thì đo cái này thì nhiều lúc cũng không có kỹ lắm. Mà anh em cứ chốt thì báo mình đo lại nha. Rất rõ ràng nha anh em. Rồi, đếm qua mã khác nha. Thì lưỡng này mình bán với giá công khai, giá sẽ là 35k một túi nha anh em, 35k một túi. Đó. Xe số 4567, 35k một túi. Rồi, cảm ơn anh em. Tiếp theo sẽ là mã số 20. 20 gửi cho anh em là lưỡng của hãng Owen nha anh em, hãng Owen. Phom lưỡng đây em, phom lưỡng ở đầu lưỡng đây cong như một tí thế này. Đó, lưỡng anh em báo là lưỡng hàng tự đóng nha anh em. Đó. Cái này thì săn hàng thôi, cho anh em nào săn hàng thôi. Lưỡng thì bự quậy rất là dày nha anh em. Lưỡng bự quậy rất là dày. Thì một túi này thì mình sẽ có 12 lưỡng nha anh em, một túi này sẽ có 12 lưỡng. Xe số 12, một túi sẽ có 12 lưỡng. Cho anh em nào săn hàng nhé. Săn hàng câu biển câu ngâm. Đây, câu có phôi lưỡng nó dày tầm khoảng 1 ly 2 1 ly 3 nha anh em. Đó. 1 ly 2 1 ly 3. Tầm khoảng 1 ly 2 1 ly 3 nha anh em. Rất là dày nha. Nó với lưỡng câu thì xây đó rất là dày à, lưỡng này là lưỡng có ngạnh nha anh em, có ngạnh. Đây, cái đầu của nó sẽ quéo vô thế này, cá gỡ vô cái là dính liền nha anh em, tự đóng nha. Rất là bén. Rồi, giá công khai một túi này, giá mình bán với giá sẽ là 25k nha anh em. 25k một túi mã số 20. Đây, phom lưỡng mô tập đi anh em. Đó. Đây. Ngon lành nha. 25k một túi nha anh em, mã số 20. Tiếp theo mã số 21. 21 sẽ lưỡng Gamakatsu nha anh em. Gamakatsu. Thì đây lưỡng Gamakatsu xe số 11. Một túi này sẽ có 11 lưỡng nha, một túi này có 11 lưỡng. Và lưỡng này vẫn là chuyên về cho anh em săn hàng, câu cá chép, câu cá chám nha nè. Lưỡng là lưỡng quang, là lưỡng có ngạnh nha. Đây. Lưỡng có ngạnh. Rồi, để mình đo phôi lưỡng cho anh em xem luôn. Mấy cái lưỡng bự này thì bán cho anh em đo phôi lưỡng cho anh em xem nha. Nó ra tầm khoảng 1 ly nha nè. 1 ly, 1 ly mốt. Sẽ chênh lệch nhau một tí nha. Lưỡng có ngạnh. Và cái đầu lưỡng của mấy cái hàng gamma này thì nó sẽ vuốt dạng giống như một cái kim như thế này. Đây. Vuốt dẹp và nó bén lên. Đó, rất là nhọn nha. Đây. Phơm nó đây. Đó. Rồi, để đo tập cho anh em xem. Mình bán cái này lần trước mình cũng bán cho một số anh em về anh em làm lưỡng dít đó anh em. Đây. Phơm lưỡng đây nè. Đó. Ngon lành nhá. Rồi, giá mình bán một túi này, giá sẽ là 35k nha anh em, 35k một túi mã số 21. Tiếp theo mã số 22. 22 gửi cho anh em là lưỡng của hàng Quy của hàng Owen luôn anh em. Đây, hàng Owen. Lưỡng này là cũng là quản là lưỡng của Nhật nhá. Thì xây lưỡng này là xây lưỡng số 12, một túi này sẽ có 8 lưỡng nha anh em, một túi sẽ có 8 lưỡng. Đây và lưỡng nó dạng nó phơm đọc phơm chữ U nha anh em, phơm chino. Đó. Phơm chữ U. Đây. Lưỡng quăng là lưỡng quang. Đó, lưỡng quăng là lưỡng có ngạnh, nó chuyên về cho anh em săn hàng, câu cá chép, câu hanh cháp, câu cá cha, cá chê, câu cá chim. Đó. Phô lưỡng của cái này. Một ly luôn nha anh em, một ly mốt nha. Giá mình bán một túi này, giá sẽ là 30k nha anh em, 30k một túi nhé. Lưỡng rất là biển.
này đó đúng không? Đó, anh em lữ anh em câu, anh em ưng cái mẫu lữ này thì anh em cứ lấy cái mẫu lữ ở nhà anh em đang câu ra, anh em để ô tập đo, nếu nó trùng khớp như thế này nè anh em chốt, nếu không trùng thì anh em có thể lựa mẫu khác nha. À, rất là dễ. Nói chung là lữ mình bán thì cái thời gian mà mình để đo từng lữ trong ô tập thế này nè rất là lâu. Đó, thì anh em cứ ưng chốt thì anh em chịu khó đo lại giúp mình nha, chứ anh em đừng có chốt đại thì ra ngoài nó bự hơn lớn hơn, không nhận thì cũng tội cho shipper đó. Rồi giá mình bán mã số 22, giá mình bán với giá sẽ là 30k nha anh em, 30k một túi mã số 22, xe lữ số 12 là gỗ viên. Tiếp theo lên đây là lên dài bịch lữ dạng săn hàng, mã số 23, 24, 25, 26 và 27. 23, 25, 26, 27 sẽ là lữ của hãng Kinzu nha anh em, hàng Kinzu. Pom sẽ là pom chữ U. Đó. Và gảnh nuôi của nó sẽ là có cái gảnh để cho anh em tóm lữ nè. Đó. Thì ở đây mình có lữ xây số 10, 11, 12, 13 và 14. Thì xây số 10 sẽ có 34 lữ, xây số 11 sẽ có 32 lữ, xây số 12 sẽ có 30 lữ, xây số 13 sẽ có 28 lữ và xây số 14 sẽ có 26 lữ. Và lữ là pom chữ U nha anh em, pom chữ U, và lữ này thì rất là bén cứng và dày. Đó. Đây. Đây. Đó. Này thì rất là dày luôn. Đó. Mã số 14 này săn hàng. Rồi, giá mình bán một túi này, giá sẽ là 100k nha anh, 100k một túi. Thì anh em đây, giá họ bán ở bên Nhật sẽ là 700 yên, nó ra tầm khoảng 150, 140. Đó, mình lấy lô về được vài túi, mình bán ở Việt Nam giá 300k. Ờ, giá là 100k nha này, 100k một túi nha. Thì anh em đừng có so sánh giữa Gamma và lữ này. Gamma thì họ sẽ không làm cái rãnh để cho anh em tấm lữ tấm dây cho dễ đâu. Lữ này thì họ làm cái rãnh cho anh em tấm dây nè, nó thì anh em có siết dây thì nó sẽ vô cái rãnh này đó, nó làm giảm hao dây cho anh em. Rồi để mình đo tập cho anh em xem nhé. Đây anh em, phần lữ đây đó, mã số 23, 24, 25, 26 và 27 này tương đương với là xây số 10, 11, 12, 13, 14 nha nè, 10, 11, 12, 13, 14. Đây, con lửa đây, đó, lửa chu, lửa quàng, ngạnh thì bánh ngót, cứng khừ nha nè. Cái này là cứng khừ luôn. Chung thì nhiều lửa quá, mình để ô tập á, mình nhúc nhích nó sẽ chảy ô nha. Thì anh em có ưng á, thì chốt thì báo mình chụp hình lại nha. Đó, nếu anh em nhìn không kỹ. Đó, cho anh em về săn hàng nhé, anh em câu cá, câu đài nè, câu cá chám nè, chấm đen, chấm trắng, câu cá chép, câu cá phi, câu hanh, câu cháp, câu cá chim, câu cá cha, ngon lành. Rồi để mình đo các phôi lưỡng cho anh em xem. Phôi lưỡng này sẽ là 1 ly 3 này anh em, 1 ly 3, 1 ly 4 nhé. Phôi lưỡng 1 ly 2 nè, 1 ly nè, 1 ly 1 nè, này 0.9 nha anh em. Đó, tương đương là xây mỗi cái lữ nó khác một xây thì nó sẽ xuống một tí nha anh em. Đó, đây cái gạnh, cái đuôi lữ sau lưng họ làm nè. Đó, đây cái gạnh ở trên cho anh em siết dây nè, thấy không, rất là tiện nha. Lữ này thì anh em có thể về làm lữ dít cũng được, cột vô mấy con dít cũng được, rất là ngon nha. Lưỡng thì bé ngót. Rồi giá công khai một túi mình bán với giá sẽ là 100k nha nè, 100k một túi. Mã số 23, 24, 25, 26, 27 tương đương với xe số 10, 11, 12, 13, 14 nhé. Rồi đó, tổng cộng 27 mã lưỡi câu lên trên hôm nay. Nếu anh em ưng mã nào có thể chốt, để là shop số điện thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.